nay giới thiệu các bạn một cái con máy sới cải tiến lái biển mình mong sản phẩm mình của sới biển, nhưng mà ra đợt đầu á bỏ không có chạy nhiều, chạy có 300 công tác là không có lính chạy, bỏ luôn tới giờ. Đây là đang thầy động cơ 3T88. Gấp thôi. Dàn này đặt đầu máy ngang. Đầu máy còn đen thui. Tại ổng không có lính chạy rồi bỏ luôn máy rồi. Dàn này thèm số cao không các bạn. Đâu phải số mấy kém. Ông làm ông chạy mới có 200 mấy được không, ông bỏ vô đây tới giờ luôn. Lấy bèn bên mông luôn. Lấy bên mông thử ra lên. Rồi chúng ta tối đó các bạn. Vậy vậy không có không, không lái thử. Lái mạnh lắm các bạn ơi. Động cơ thì còn ngon lắm. Cái động cơ này thì chưa bung nha các bạn. Rồi cứ bán giá nhiêu? Đây chủ máy đây, tôi bán giá 50. Giờ này tôi bán giá 50 nha các bạn. Tấm lòng thì còn dày dữ lắm chứ này. Không chắc đầu lên quá trời nên thử máy bên bông lấy bên rồi không được các bạn ơi. Để bữa nào ra trúng chấm mình sẽ thử cho các bạn xem. Cái nước sơn sơn đầu tiên là chưa chấm luôn các bạn. Chưa có sơn lại luôn. Dạng mới chạy 200 mấy chút không. Đặt đầu máy ngang. Động cơ chưa bung chưa gớm hơi luôn các bạn ơi. Rồi mình sẽ để số điện thoại chủ máy trên màn hình, các bạn muốn mua thì các bạn liên hệ số điện thoại trên màn hình. Rồi ổng bán luôn con máy cài 4.5-8 luôn các bạn ơi. Đây là bánh bánh lòng nè. Bánh kè. Bánh kè hả? Rồi bán cái rồi ba cái vụ đâu đắp bờ đây là làm sao? Bán hết luôn nguyên bộ luôn 240 triệu. Rồi bánh lòng, rồi máy đắp bờ phan, ủa cái đồ đắp bờ nè, rồi đồ giặt đường nước nè, phan đường nước. Đây con máy cài đây, nguyên bộ công lê hết luôn, 240 triệu. Có luôn cái dầm phát gà để bên kia đó nha các bạn. Tối quá rồi ta. Quay trong nhà này nó tối các bạn ơi. Máy này như chưa gấp hơi đó. Nguyên con ghim luôn nha các bạn. Đây
sới đồ có sẵn, các bạn mua về là chạy đó. Quay động cơ mà tối quá, nhưng mà máy chưa gấp thôi, đèn hơi còn chín ngắt luôn. Chạy nhiêu giờ rồi? Đây 3531 chạy hết 75, có hộp số luôn. Chạy bề ngang mấy mét? Bề ngang 2,5 m. Dài 7 mét mấy, cây sao phải không? Cây sao hay cây sến gì đó không quên nè. Đắp nhôm rồi nghe các bạn, nhôm dày luôn á. Rồi, bữa nay đúng là một ngày quay để bán máy luôn các bạn ơi. Đây giới thiệu các bạn con máy kéo lúa, chạy động cơ 68 Kubota. Đây các bạn xem dần chân máy này có dọn lại nghe các bạn. Dọn lại nhưng mà dọn như mới luôn á. Này máy này của anh Thám ở Vinh Chèo. Đây, dần chân bên đây đó. Sơn như mới luôn. Xích này xích cũng mới luôn, mà không phải là mới 100% nha, cũng có xài rồi nhưng mà nó còn đẹp lắm đẹp. Động cơ này động cơ 68 của máy cắt của người ta. Nó không có turbo nha các bạn. Nó cũng bung rồi luôn nghe các bạn. Nó cũng có làm máy rồi nhưng mà dàn hơi còn cứng rồi, lắm chưa gắn hơi bao nhiêu. Rồi anh kêu bán với giá 110 triệu nguyên con máy. Rồi giờ quay hộp số cho các bạn xem. Xem hộp số với sườn đồ. Sạch bon. Nói chung anh Thấm này anh xài máy cắt cũng tính kỹ rồi, có khoảng chục đời máy cắt rồi đó. Bởi vì anh binh đồ cũng tới lắm. Các bạn mua các bạn cũng yên tâm. Rồi anh có bán ba cái đồ gia dụng, đồ sắt rồi luôn nha các bạn. Bật đạn rồi khuất rồi nói chung đủ thứ. Các bạn muốn mua thì liên hệ với ảnh. Cái số điện thoại ảnh mình để trên màn hình đó. Ảnh là nằm ngay chân chợ Vinh Chèo luôn nha các bạn. Gần cái cầu sông Cái Lớn á. Anh có quán cà phê cặp bên luôn các bạn ơi. Có mua đồ thì ra giao lưu uống nước luôn. Vừa lên nước máy thôi.